Thank you.
cây đấy, cây khác anh ơi, em hai cây mà. Cây này có vẻ sắp hàng. Oh.
giống nhóc hết trơn không sợi. Muốn ăn chay thì mà cũng không ngờ được nữa. Hả? Cái gì? Không có ăn chay niệm Phật với anh không được. Mấy người mà chèn chui vô xe thì em chèn cái xe. À, để tự nhiên thôi, bữa nay không chèn lên mà tăng chắc nha. Mà cái nước mà Sơn Lộc mà là không lấy nước cầu thôi. Chân này. Hết trước à?